Có lẽ không ai xem bóng đá mà lại không biết đến cái tên Lionel Messi, hay còn được gọi thân mật hơn là Leo hoặc El Pulga. Một trong những cầu thủ vĩ đại bậc nhất bóng đá hiện đại, một thiên tài thực thụ và có một sự nghiệp lừng lẫy. Hôm nay, trong ngày anh cùng đội tuyển quốc gia Argentina chính thức bước lên đỉnh vinh quang thế giới với chức vô địch World Cup 2022, hãy cùng nhìn lại đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những số 10 xuất chúng nhất lịch sử bóng đá. Messi, như cái cách chúng ta thường gọi, có tên khai sinh là Lionel Andres Messi. Anh sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987 tại một thị trấn nghèo khó có tên là La Bajada ở Rosario, Argentina. Giống như vô vàn đứa trẻ khác ở Argentina, Messi lớn lên với trái bóng tròn và mơ mộng một ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Khi lên 5 tuổi, anh bắt đầu chơi cho Grandoli, một đội bóng ở địa phương. Sang đến năm 1995, Messi chuyển sang Newell's Old Boys, đội bóng nằm ở thành phố quê anh Rosario, và sớm thể hiện tố chất của một thiên tài. Tuy nhiên, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Messi sớm bị thử thách khi anh bị chẩn đoán gặp vấn đề với hormone tăng trưởng. Cha mẹ của Messi đã rất sốc khi biết tin này và họ lo lắng rằng con đường trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của anh có thể sẽ phải chấm dứt, ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu. Tuy nhiên, Messi vẫn lạc quan, cô bé mới lên 10 hỏi bác sĩ rằng liệu cháu có đủ lớn để trở thành cầu thủ hay không? Và khi ông trả lời rằng, đừng lo, cháu sẽ còn cao hơn cả Diego Maradona đấy chứ, ánh mắt của Messi sáng lên. Đối với cô bé 10 tuổi Lionel Messi ngày đó, câu nói của bác sĩ Diego Schwarzenstein như một đảm bảo chắc nịch rằng giấc mơ của cậu sẽ vẫn có thể tiếp tục. Quả thực là có cách khắc phục việc thiếu hụt hormone tăng trưởng của Messi, nhưng vấn đề đi kèm với nó là chi phí điều trị rất cao, lên tới khoảng 900 đô một tháng. Bảo hiểm y tế của cha Messi không đủ để chi trả nổi số tiền như vậy. Newell's Old Boys ban đầu đồng ý hỗ trợ, nhưng rồi sau lại không thực hiện lời hứa. Một câu lạc bộ khác là River Plate cũng có quan tâm tới Messi, nhưng họ cũng khó chi trả nổi số tiền lớn như vậy. Hy vọng cuối cùng cho giấc mơ của Messi khi đó là câu lạc bộ Barcelona, vì cha của Messi có người quen sống ở Catalonia. Ông đã cố gắng sắp xếp một buổi thử việc cho Messi với Carles Rexach, giám đốc thể thao của Barcelona, vào tháng 9 năm 2000. Bản thân Rexach muốn ký hợp đồng với Messi ngay lập tức khi chứng kiến tài năng của cậu bé. Nhưng ban lãnh đạo đội bóng vẫn còn do dự. Lý do là bởi vì với các đội bóng châu Âu, ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ như vậy là một điều bất thường. Với Barcelona, đây là một sự đầu tư tương đối rủi ro và cũng dễ hiểu khi họ không muốn mạo hiểm. Nhưng với gia đình của Messi, đây là cơ hội cuối cùng để cậu bé còi cọc ốm yếu nhưng tài năng đó có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Cha mẹ Messi hiểu điều đó và họ đưa ra tối hậu thư với Barcelona vào ngày 14 tháng 12 cùng năm. Rexach quyết định mạo hiểm và ông thảo luôn tại chỗ một bản hợp đồng sơ bộ với Messi trên giấy ăn. Do lúc đó ông không mang theo tờ giấy nào cả. Tháng 2 năm 2001, gia đình Messi chuyển tới Barcelona và từ đây, sự nghiệp lẫy lừng của Lionel Messi cho Barcelona cũng chính thức bắt đầu. Nói đến Messi là phải nói đến Barcelona, khi anh đã dành chọn những năm tháng đỉnh cao nhất sự nghiệp cho đội bóng xứ Catalonia. Sau khi nhanh chóng trải qua hầu hết các cấp đội trẻ chỉ trong vài mùa giải, Messi có trận ra mắt đầu tiên cho đội 1 của Barcelona vào ngày 16 tháng 11 năm 2003. Ở phút 75, trong trận giao hữu với Porto của huấn luyện viên Jose Mourinho, trong trận đấu đó, màn trình diễn của Messi đã gây ấn tượng lớn với đội kỹ thuật. Sau đó, anh bắt đầu luyện tập hàng ngày cùng với Barcelona B và mỗi tuần một lần tập với đội 1. Ngay sau buổi tập đầu tiên với đội hình chính, siêu sao của Barcelona lúc đó là Ronaldinho đã tuyên bố với các đồng đội rằng anh tin rồi sau Messi sẽ còn xuất sắc hơn cả mình. Sự thừa nhận này của Ronaldinho và sau đó là mối quan hệ tốt với người đàn anh này đã góp phần giúp Messi dễ dàng được chuyển lên đội 1 hơn. Gần một năm sau trận giao hữu với Porto, Messi có lần ra sân chính thức đầu tiên cho đội 1 của Barcelona vào ngày 16 tháng 10 năm 2004. Trong trận đấu với Espanyol khi mới 17 tuổi 114 ngày. Con đường trở thành huyền thoại câu lạc bộ của Messi bắt đầu như thế. Trong mùa đầu tiên đó, Barcelona đã có được chức vô địch La Liga lần đầu tiên sau 6 năm. Mùa giải sau đó, Barcelona giành được cú đúp danh hiệu khi vô địch cả La Liga lẫn Champions League. Tuy nhiên, đóng góp của bản thân Messi trong mùa giải đầu tiên chưa thực sự là quá lớn. Sự đột phá của Messi đến trong mùa giải 2006-2007 khi anh dần trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình chính thức. Messi đã ghi được cú hat-trick trong trận siêu kinh điển với Real Madrid vào ngày 10 tháng 3 năm 2007.
trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này sau 12 năm. Kết thúc mùa giải, Messi ghi được 17 bàn sau 36 trận trên mọi mặt trận cho Barcelona. Người ta bắt đầu nhìn thấy những sự tương đồng giữa anh và Diego Maradona. Và cũng thật trùng hợp khi trong chính mùa giải đó, Messi đã tái hiện hai bàn thắng nổi tiếng nhất của Maradona. Bàn thắng đầu tiên là một pha solo đỉnh cao trong trận đấu với Getafe ở bán kết Copa del Rey vào ngày 18 tháng 4 năm 2007. Anh nhận bóng từ phía cánh phải gần đường biên, chạy bứt tốc 60m, vượt qua 5 cầu thủ đối phương và ghi bàn bằng một cú dứt điểm treo góc. Gần như mọi thứ của bàn thắng đó đều giống y hệt với bàn thắng của Maradona trong trận tứ kết với Anh ở World Cup 1986. Gần 2 tháng sau, Messi tái hiện bàn thắng gây tranh cãi của Maradona cũng trong cùng trận tứ kết với Anh khi anh dùng tay đẩy bóng qua đầu thủ môn trong trận đấu với Espanyol. Tuy nhiên, mùa giải 2006-2007 cùng mùa giải sau đó lại là lúc Barcelona bắt đầu sa sút, dù cá nhân Messi càng ngày càng hoàn thiện và xuất sắc hơn. Cuộc đại tu của Barcelona bắt đầu ở mùa giải 2008-2009. Tân huấn luyện viên Pep Guardiola được bổ nhiệm và đồng thời Messi được trao áo số 10 sau sự ra đi của Ronaldinho. Anh cũng ký với Barcelona một bản hợp đồng mới vào tháng 7 năm 2008 với mức lương hàng năm là 7,8 triệu euro, trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất của đội. Ngoài ra, Barcelona cũng bắt đầu việc giải quyết dứt điểm những chấn thương mà Messi hay gặp phải ở các mùa giải trước, khiến anh không có được phong độ cao kéo dài. Câu lạc bộ đã thực hiện các chế độ luyện tập, dinh dưỡng và lối sống mới, đồng thời chỉ định anh một nhà vật lý trị liệu cá nhân. Kết quả là Messi hầu như không dính chấn thương nào trong suốt 4 năm tiếp theo, cho phép anh phát huy hết khả năng của mình. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất và Lionel Messi lúc này mới thực sự bắt đầu hành trình phi thường để trở thành huyền thoại bóng đá đương đại. Cùng với Barcelona trong suốt 17 mùa giải, anh đã cùng câu lạc bộ giành được 35 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Trong đó quan trọng nhất là 10 La Liga, 7 Copa del Rey và 4 Champions League. Messi đã cùng câu lạc bộ đạt được tới 2 cú ăn ba vào hai mùa giải 2008-2009 và 2014-2015. Messi cũng là ông vua của vô số kỷ lục. Điểm qua một vài con số đáng chú ý nhất thì Messi hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga với 474 bàn, nhiều hat-trick nhất ở La Liga với 36 lần, nhiều hat-trick nhất ở Champions League với 8 lần bằng với Cristiano Ronaldo, nhiều kiến tạo nhất ở La Liga với 192 lần. Messi hiện cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ đầu tiên và duy nhất giành được 7 quả bóng vàng. Và còn nhiều những kỷ lục lớn nhỏ khác mà để kể ra hết có lẽ sẽ là quá dài. Đối với Messi, Barcelona là ngôi nhà thứ hai, là nơi đã chắp cánh và giúp anh thực hiện ước mơ từ thuở nhỏ. Và vì thế, anh đã hiến dâng chọn những năm tháng đỉnh cao nhất sự nghiệp cho Barcelona, giúp gã khổng lồ xứ Catalonia thống trị bóng đá châu Âu trong nhiều năm dài. Tuy vậy, mối tình Messi-Barcelona đã kết thúc theo một cách đầy đau đớn và tiếc nuối. Cả hai đã không thể tiếp tục ký kết một hợp đồng mới vào cuối mùa giải 2020 và 2021 về luật công bằng tài chính mà Barcelona gặp phải. Messi rời khỏi ngôi nhà thứ hai của mình trong nước mắt và gia nhập Paris Saint-Germain. Trong mùa giải đầu tiên ở Pháp, anh chật vật để thích nghi với môi trường mới, dẫn đến việc thi đấu không thành công. Ở mùa giải hiện tại, mọi thứ có vẻ đã được cải thiện hơn, nhưng có lẽ Messi khó có thể đạt tới đỉnh cao phi thường khi anh còn ở Barcelona. Những gì vĩ đại và đỉnh cao nhất của Messi đã nằm lại ở Barcelona. Và dù chắc chắn rằng anh sẽ còn thi đấu chuyên nghiệp trong nhiều năm nữa, thì người hâm mộ cũng khó có thể trông thấy một Messi tuyệt vời như ở Barcelona ngày nào. Nếu như sự nghiệp của Messi ở cấp câu lạc bộ là chuỗi dài của những kỷ lục và vô vàn danh hiệu lớn nhỏ là những sự đỉnh cao nhất mà một cầu thủ chuyên nghiệp có thể mong tới, thì sự nghiệp ở cấp độ tuyển quốc gia của anh lại chứa nhiều nốt trầm buồn. Messi mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Argentina, và anh đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển quốc gia Tây Ban Nha nếu muốn. Thế nhưng với Messi, một trong những khát khao và mong ước của anh khi còn bé là được khoác lên màu áo của tuyển quốc gia Argentina và nối bước những tiền bối để đem về vinh quang cho La Albiceleste. Tưởng như sự nghiệp của Messi trong màu áo tuyển quốc gia Argentina cũng sẽ rực rỡ và sáng chói như với Barcelona, nhưng mà không. Ngần ấy năm thi đấu cho màu cờ sắc áo của La Albiceleste là ngần ấy năm họ mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, buồn nhiều hơn vui. Buổi đầu tiên khoác áo tuyển trẻ Argentina, anh cùng các đồng đội vô địch U20 World Cup 2005 và giành được tấm huy chương vàng tại Olympic Bắc Kinh 2008. Thế nhưng sau những khởi đầu đẹp đẽ ấy là chuỗi dài những năm tháng đầy giông bão và thất vọng. Đã nhiều hơn một lần Lionel Messi cùng Argentina lọt vào đến trận chung kết của Copa America hay thậm chí là World Cup, thế nhưng số phận nghiệt ngã bắt họ luôn là kẻ thất bại.
liền trong 3 năm liên tiếp từ năm 2014 đến 2016, Messi và Argentina thất bại trong các trận chung kết của World Cup và Copa America. 3 trận chung kết, 3 lần về nhì, 3 lần vục ngã trước cánh cửa thiên đường và cơn khát danh hiệu của Argentina vẫn cứ tiếp tục. Messi được coi là người kế thừa Diego Maradona, ấy là một vinh dự, song cũng là áp lực không tưởng. Áp lực khủng khiếp ấy đè nặng lên đôi chân của Messi và khiến anh gần như đánh mất chính mình ở Argentina. Tuy rằng đâu đó vẫn thấy có những lúc Messi vụt sáng, trở thành nguồn cảm hứng cho Albiceleste ở các giải đấu, nhưng Messi phiên bản Argentina chưa bao giờ thực sự đạt được thăng hoa như là Messi phiên bản Barcelona. Với Barcelona, Messi đã có mọi thứ, nhưng với Argentina, thảy đều là con số không tròn chỉnh. Messi là một thiên tài, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng chừng ấy năm khoác áo tuyển Argentina là chừng ấy năm cả Messi lẫn xứ sở tango vật lộn trong việc đi tìm một danh hiệu. Những thất bại cay đắng liên tiếp khiến Messi gần như sụp đổ, đến mức anh thậm chí còn tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi thất bại tại trận chung kết Copa America 2016. Messi đã tuyệt vọng thốt lên, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Dù sau đó anh vẫn trở lại, nhưng đó chỉ là phần thể xác, còn linh hồn của anh vẫn đang kẹt lại ở hố sâu của tuyệt vọng. Suốt nhiều năm liền, Messi và Argentina mắc kẹt trong mối quan hệ đầy cay đắng và nghiệt ngã. Người Argentina nói rằng Messi đã dành hết tinh túy ở Barcelona và Messi ở tuyển là một phiên bản trái ngược hoàn toàn như ngày và đêm, như đom đóm lập lòe với ánh trăng vậy. Messi của Argentina là một Messi mệt mỏi, thờ ơ, thiếu cá tính và đam mê. Thật lòng mà nói thì nhận định đó tuy có phần quá khắc nghiệt nhưng không hẳn là sai. Từ nhỏ, Messi đã là một cậu bé nhút nhát, hậu quả của sự mặc cảm chiều cao và nỗi đau thể xác khi tự tiêm vào bắp vế những ống hormone tăng trưởng. Giờ anh đã trưởng thành, nhưng sự hướng nội và trầm tính thì vẫn còn nguyên. Áp lực phải thành công với tuyển Argentina phải xứng đáng để là người kế thừa Maradona càng khiến Messi đánh mất mình. Suốt nhiều năm, anh vật lộn để tìm sự công nhận của những người đồng bào mình. Suốt nhiều năm, anh miết mải chạy theo cái bóng khổng lồ của Maradona trong màu áo Albiceleste, vật lộn với những lời chỉ trích từ chính Argentina. Về Apuga, chiếc áo Argentina nặng như đeo đá, đỉnh điểm của những sự chán trường chính là màn trình diễn mệt mỏi, rệu rã của Argentina tại World Cup 2018. Messi tồn tại ở đó, nhưng chỉ là thể xác. Còn phần hồn của anh, tinh túy của anh vẫn còn đang kẹt mãi ở chung kết Copa America 2016 khi anh sút hỏng quả đầu tiên trong loạt penalty. Thế nhưng, chúng ta vẫn thường hay nói rằng, sau cơn mưa trở lại sáng, Messi đã trải qua những thời khắc khủng hoảng nhất ở tuyển Argentina, rồi cuộc chia tay đấy bất ngờ và cay đắng với Barcelona. Và dần dần, bỗng nhiên ta thấy Messi thay đổi, bỗng nhiên ta được thấy một hình ảnh Messi hoàn toàn khác trong màu áo Argentina. Anh cởi mở hơn với đồng đội, anh đang thực sự tận hưởng bóng đá với niềm đam mê vô tận, hệt như thuở nào ở Barcelona những năm tháng đỉnh cao. Chức vô địch Copa America 2021 đến như một lẽ tất yếu, một trái ngọt xứng đáng sau những thay đổi, cải tổ của tuyển Argentina và của chính bản thân Messi. Anh không còn là kẻ bị số phận trêu đùa, không còn là kẻ bị nguyền rủa khi khoác áo La Albiceleste nữa. Gánh nặng tâm lý hầu như đã được cởi bỏ hoàn toàn, cơn khát danh hiệu giờ đã chấm dứt và người Argentina giờ không còn coi Messi là đứa con vô thừa nhận nữa. Giờ đây, anh là vị thần của Argentina, là người đã vượt qua Diego Maradona huyền thoại. Với tâm thế đó, Messi và Argentina bước vào World Cup 2022 với mục tiêu cao nhất. Không còn nhiều thời gian cho Messi nữa và thời cơ của Argentina cũng chưa bao giờ chín muồi hơn, bây giờ hoặc không bao giờ. Và quả thực, Messi ở Qatar đã chơi một thứ bóng đá tuyệt vời. Anh dẫn dắt cả đội đến với những chiến thắng, vực dậy cả đội sau trận thua sốc mở màn, lừng lững từng bước tiến vào chung kết. Argentina của World Cup 2022 có thể không phải đội chơi ấn tượng vượt trội, nhưng họ là những kẻ kiên cường nhất. Chúng ta hay đùa với nhau rằng giải năm nay Messi đúng thực là chân mệnh thiên tử, mà sự thật thì đúng quả vậy chứ đâu có sai. Hành trình đi tới trận chung kết của Messi nào có dễ dàng gì mà trải qua vô số thử thách. Ta có thể kể đến trận tứ kết căng thẳng với Hà Lan khi Argentina dẫn 2-0 đến tận gần cuối trận, rồi đột ngột bị rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút thứ 83, rồi sau đó là gỡ hòa 2 đều ở giây bù giờ cuối cùng. Trận đấu đó đã phải phân định thắng thua bằng loạt penalty. Và nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Emiliano Martinez, thì có thể là Albiceleste đã phải cay đắng ra về mất rồi. Người hâm mộ có thể hoảng hốt, sợ hãi khi 5 lần 7 lượt Messi và các đồng đội đến gần sát cửa tử. Nhưng chính bản thân Apuga thì không. Dẫu có đối mặt với bao nhiêu chông gai, bao nhiêu khó khăn, ta vẫn thấy ở anh sự điềm tĩnh, lạnh lùng đến kinh ngạc. Lúc đó,
có lẽ tao mới chợt nhận ra Messi kiên cường đến mức nào. Messi ở Qatar 2022 không biết đến khái niệm sợ hãi. Mà có thể không thế được chăng? Messi đã trải qua mọi cay đắng rồi và không còn gì có thể khiến anh sợ hãi được nữa. Anh bước vào chung kết với vị thế của người không còn gì để mất, ám ảnh về thất bại tại trận chung kết trên thánh địa Maracana của đất Brazil 8 năm về trước, chỉ khiến Messi quyết tâm hơn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước. Trận chung kết sẽ là thử thách cuối cùng để phán quyết một lần và mãi mãi rằng Messi có thể chạm tới chiếc cúp vàng hay không. Chướng ngại cuối cùng trên con đường tới vinh quang của Messi và các đồng đội không ai khác chính là tuyển Pháp, đương kim vô địch và ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Cũng không ngoa khi nói rằng là Albiceleste lúc này là một kẻ thách thức nhà vua trên ngai vàng, một vị anh hùng đối mặt với chùm cuối của giải đấu. Và quả thực, đây là một trận đấu quá sức điên rồ, một trận chung kết trong mơ. Có lẽ mãi về sau này, người ta sẽ luôn nhớ đến World Cup 2022 là một trong những trận chung kết hay nhất lịch sử. Argentina khởi đầu với một thế trận áp đảo, một điều tương đối bất ngờ khi Pháp mới là đội tuyển được đánh giá nhỉnh hơn. Họ đã có một hiệp một tuyệt hảo khi ép cho tuyển Pháp đến nghẹt thở. Những cá nhân xuất sắc của Le Bleu như Mbappe, Dembele hay Giroud gần như mất tích cả hiệp. Argentina dẫn 2-0 và người dân xứ sở Tango đã mơ về một trận đấu kết thúc dễ dàng. Thế nhưng, dường như Chúa Trời không muốn như vậy. Chúa vẫn muốn thử thách bản lĩnh của Messi và tuyển Argentina tới giây cuối cùng. Để xem là Albiceleste có thể kiên cường tới mức độ nào. Để xem họ có thực sự là chân mệnh thiên tử hay không. Vỏn vẹn chỉ trong 2 phút, Mbappe ghi cú đúp để kéo Argentina vào hiệp vụ, rồi Messi tiếp tục tỏa sáng để nâng tỷ số lên 3-2 khi trận đấu chỉ còn có hơn 10 phút. Đến đó hẳn có thể đã là kết thúc, nhưng không, tuyển Pháp là đương kim vô địch và họ chưa muốn từ bỏ vương miện một cách dễ dàng. Mbappe làm nên lịch sử với bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút thứ 118 và cho đến cuối cùng lại một lần nữa, Argentina phải đối mặt với loạt penalty may rủi. Argentina đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng, đã đạt tới tận cùng cực của cảm xúc. Đây là lúc mà người anh hùng phải đối mặt với thách thức cuối cùng để chạm tới phần thưởng sau bao nhiêu đắng cay và khổ ải suốt cuộc hành trình. Một lần nữa, Emiliano Martinez trở thành người hùng khi cản phá được một quả penalty của Coman, gián tiếp gây áp lực khiến Tchouaméni đá hỏng. Emiliano từng nói rằng anh sẵn sàng chết vì Messi để được chứng kiến người đàn anh vĩ đại này một lần vô địch thế giới. Và giờ, anh đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử cho Argentina. Là Albiceleste đã chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà vua đích thực và phần thưởng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Sau 120 phút căng thẳng, điên rồ và nghẹt thở trên sân Lusail, cuối cùng, Messi đã chạm được tay vào thứ anh đã theo đuổi cả đời, chiếc cúp vàng World Cup. Câu chuyện của Messi và La Albiceleste vậy là cuối cùng đã có một kết thúc hoàn mỹ. Còn nhớ trước trận chung kết, khi phỏng vấn Messi, nữ phóng viên Sofia Martinez, người Argentina, đã dành lời động viên đầy cảm xúc cho Messi. Có lẽ cô cũng đã thay mặt 45 triệu người dân Argentina gửi đến cho Messi những lời lẽ anh đáng lẽ ra đã phải được nghe từ lâu lắm rồi. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, cho dù bất kể kết quả trận chung kết sắp tới có ra sao, thì vẫn có một thứ sẽ không một ai có thể lấy từ anh. Đó chính là việc anh đã tạo được tiếng vang cho tất cả người dân Argentina. Điều đó thực sự còn quan trọng hơn cả một kỳ World Cup. Mọi đứa trẻ ở quê nhà đều có chiếc áo của anh, cho dù nó có là hàng chính hãng, hàng giả hay bất kỳ thể loại nào nữa. Thực sự anh đã ghi dấu ấn của mình với cuộc sống của tất cả mọi người. Tất cả những lời này đều đến từ lòng biết ơn của tôi đối với niềm hạnh phúc mà anh đã mang lại cho mọi người. Tôi thực sự mong anh sẽ nhớ tới những gì hôm nay tôi đã chia sẻ, vì tôi tin rằng những gì anh đã làm cho Argentina còn quý giá hơn cả một chiếc vô địch World Cup với người dân Argentina rồi. Cảm ơn anh đội trưởng của chúng tôi. Có lẽ đúng là nếu như Messi thất bại thêm một lần nữa thì người Argentina cũng khó có thể trách anh được, khi họ biết quá rõ El Puga đã cố gắng đến mức nào. Cũng giống như mô típ về hành trình của anh hùng mà Joseph Campbell đã đề ra, Messi và Argentina cũng đã trải qua một chặng đường y như vậy, từ vực thẳm, từ đêm đen, từ những thất bại cay đắng và nghiệt ngã. Giờ đây, Messi và La Albiceleste đã đạt được tột đỉnh vinh quang một cách hoàn toàn xứng đáng. Messi đã không còn phải miết mài chạy theo hình bóng cao vời vợi của Diego Maradona nữa. Giờ đây anh đã thừa tư cách để bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá rồi. 36 năm chờ đợi đằng đẵng của xứ sở Tango đã chấm dứt một cách không thể hoàn hảo hơn. Nhưng sự chờ đợi đã kết thúc và Messi đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại của mình. Vậy là vào một ngày giữa đông ở sa mạc Qatar nóng bức vào huyền ảo,
Messi lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Anh đã đi một chặng đường rất dài kể từ khi chỉ còn là một cậu bé còi cọc ôm yếu và tưởng như không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nay, anh chính là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trong khoảnh khắc vĩ đại nhất sự nghiệp, có lẽ Messi sẽ nhớ lại về những ngày xa xưa khi anh còn là một cậu nhóc vô danh ở Rosario. Những ngày đó, có một cậu bé nhút nhát, thấp bé đi bóng qua cả hàng hậu vệ đối phương ghi một lúc 4-5 bàn thắng với nụ cười trên môi. Cậu bé đó luôn chơi bóng với một niềm đam mê bất tận và cậu bé đó giờ đây đã trở thành vị vua đích thực của bóng đá hiện đại. Và cậu bé đó là Lionel Messi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share, subscribe cho chúng mình. Và nếu các bạn thích nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Summarize. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.